nguyên tắc của là thì chúng ta sẽ ưu tiên, tức là hạn chế làm mặt phẳng. Có những cái mà chúng ta cần phải làm mặt phẳng nhưng mà qua rồi, ví dụ như là chúng ta làm chiếc của đồ áo vest rồi, có những chi tiết thôi thực sự là cần phải làm mặt phẳng, nhưng mà nó phải có một cái kỹ thuật phủ vải hay là như thế nào đấy, để xem là thứ hai nữa là tính chất của cái đặc tính của vải đấy nó có độ bóng hay không. Còn cái mặt vải này thì chúng ta sẽ thông thường chúng ta sẽ nạo bên trái của sản phẩm, bởi vì thứ nhất là sẽ giảm được độ bẩn, thứ hai nữa là nó sẽ giảm được độ bóng, và nó có nỗi thuật thì nó ở bên trong thì nó không phải bỏ cái vải đi đi đó. Còn tác dụng của việc nào thì nó làm cho phẳng đấy rồi. Bây giờ còn cái kỹ thuật nào như nào thì mình sẽ vào môn bài này. Thứ nhất là nạo bên trái nha. Thứ nhất là chúng ta sẽ nà theo canh sợi của vải. Chúng ta nà này. Ví dụ đây là bài này. Ví dụ đây là sản phẩm đi, thì chúng ta sẽ nà theo canh sợi gì nhỉ? Canh sợi dọc. Được chưa? Chúng ta đặt bàn nà này, cầm cái này và chúng ta đẩy đi. Ví dụ như là cái tôi lấy cái mặt này là cái chiều rộng của vải để cho nó rộng, còn cái kia là chi tiết nữa rồi. Thì chúng ta sẽ đẩy này đi. Đó, chúng ta đẩy thẳng đi và lại đẩy về, đẩy đi, đẩy về, và chúng ta lại đặt sang một cái vị trí nhé. Các bạn nhìn thấy được, chỗ này nó phẳng hơn không? Chúng ta lại nhấc bàn nà lên và đặt sang một cái vị trí khác, và chúng ta lại đẩy đi, đẩy về, chúng ta lại đặt sang vị trí khác và đẩy đi, đẩy về. Còn ở cái phần ngang này thì chúng ta cũng có thể nà theo canh sợi ngang các bạn, tùy vào cái chất liệu của bằng, nhưng mà không phải ai được cũng nà thế này. Cái đấy gọi là cơn nấc màu da cam, hiểu chưa? Đấy gọi là cơn nấc. Có nhiều bạn mà tôi nhìn thấy thế này mà giống như là xoáy này, xoáy cuối cùng là các vải nó bay hết ra, nó có cung phẳng ấy. Thì các bạn chắc là bố làm thợ xây đúng không, toàn xoa cái này rồi đúng không? Thợ xây người ta toàn làm thế đúng không ý? Đúng rồi, nhưng mà mình là phải có canh sợi, bởi vì làm sao ạ? Chúng ta học về năm canh sợi rồi. Dược vải, dọc dược vải, dược vải ngang và thiên vải. Khi mà chúng ta đẩy bàn nà như thế này, khi mà nà chúng ta đang có lực tác dụng tay, chúng ta dùng bàn nà đúng không? Bản thân bàn nà nó đã nặng rồi. Khi chúng ta đẩy như thế này vào, cái nó bị biến thiên lắm, canh sợi. Nên chúng ta hạn chế. Được không? Thì đấy là cách nà nha. Và bây giờ chúng ta sẽ nà vào chi tiết này. Thì ở đây là chi tiết là các đường may này. Trong đường may thì nó có độ co của chỉ. Các bạn làm đây nhỉ? Nó có độ co của chỉ. Khi mà chúng ta muốn nà thẳng ấy, thì chúng ta đặt cái bàn nà đây và chúng ta xì hơi qua một phát như này. Xong bắt đầu chúng ta lại đặt lại vị trí này. Tay này này, nếu mà cái đường may này nó đang cầm nhé, nà này 50% của sức mạnh làm đẹp ấy. Chúng ta đặt mũi bàn nà này xuống đây này, dĩ xuống này. Tay bắt đầu chúng ta ấn này, và chúng ta kéo căng cái này ra, tay chúng ta ấn bàn nà này, kéo này này, thì ngay lập tức là làm sao ạ? Nó sẽ phẳng hơn rất nhiều các bạn nhé, và đường may nó sẽ không bị nhăn á, và chúng ta sử dụng cái động bát như này rồi. Thế về máu làm việc là nó phải có năng lượng, được chưa? Và các bạn nhìn thấy nó phẳng hơn bình thường không? Bởi vì đã có tác dụng lực kéo của tôi. Đấy là cái mẹo thôi, tôi đang chia sẻ cái mẹo đấy. Còn tốt nhất là chúng ta không nên kéo ơi, vì trong cái trình nó này sẽ lại co lại, nhưng mà thông thường sẽ xử lý như thế. Các bạn nhìn thấy nhăn đây không? Tôi may là lúc nào nó không phẳng, thấy được không? Đấy, trước khi mà chúng ta nà này thì đây, đó, nà này ra, kéo này, kéo ra, các bạn nhìn thấy nó phẳng ngon không? Ngon như phở luôn. Ok, thì nữa các bạn sẽ nạt tiếp. Và tôi có một cái này cần phải lưu ý mà nhiều người sai lắm, bởi vì đối với quan điểm của tôi là cái quần Âu là cái quần cực kỳ đẹp trong cuộc đời này. Thì tôi sẽ dạy cách nà rẽ. Nguyên tắc của nà rẽ này, nhiều bạn sai. Còn cái chi tiết kia thì cứ theo hình mẫu làm thôi, được không? Nguyên tắc của nà rẽ ở đây có một cái đường mà làm can vào và rẽ đôi ra. Hiểu được không? Thì nguyên tắc của nà rẽ này thì chúng ta sẽ đặt đây và phải nà thẳng trước khi nà rẽ, ngon chưa? Đó. Sau đó thì bây giờ mới tách sản phẩm ra. Chúng ta có thể sử dụng cầu nà, hoặc là nếu như mà cái đường này nó không phải là đường cong, không phải là đường, nếu là sườn quần thì chúng ta sử dụng đây, người ta gọi là cầu nà. Tác dụng của nó vi diệu cực kỳ. Cái này giá bao tiền đấy?
180.000. Được không? Và cái này này bắt đầu tách ra. Cái này bắt đầu tách là trước một đường rồi nhá, bắt đầu phải tách ra này. Ấn xuống. Và lại sử dụng cái gì? Cái này gọi là cái gì? Bàn nà. Sẽ bàn nà gỗ. Lật bàn nà. Cái này mới gọi bàn nà, tôi chả bao giờ mua cái này bởi vì cái này có mấy chục nghìn á, cái bài này tiền triệu. Bàn nà gỗ. Trường gọi vậy mà. Hả? Trường gọi bàn nà gỗ à? Đấy, các bạn nhìn thấy nó ngon không? Đẹp không? Bạn ấy may đẹp ấy, không phải tôi nào đẹp. Khen rồi, khen bạn Linh đi, khen rồi tôi. Đây, nhìn này, đang xoan xoan này nhá. Giờ tôi chuyên làm. Đấy nhá. Kéo căng nha. Đấy, tự nhiên nó đẹp. Hết chưa? Hết chưa? Đẹp hơn bao nhiêu phần trăm nhỉ? Nhìn nhìn hộ tôi gái đẹp hơn bao nhiêu, cái đường này tí tôi là hết phát hết luôn. Đẹp hơn 70% lên điều thế. Ý thôi. Được chưa? Chúng ta không may đẹp thì chúng ta phải có một cái thủ thuật khác. Đúng không? Ví dụ chúng ta không biết hát thì chúng ta phải biết đàn. Hiểu thế? Biết múa. Tí nha, chuẩn bị chúng ta đi ngoại khóa là nếu mỗi bạn yêu cầu mỗi bạn phải có một cái gì đấy đặc biệt. Đặc biệt bẩm sinh. Nếu mà không bẩm sinh bây giờ phải luyện tập đi. Để chuẩn bị có chương trình. Được rồi. Bây giờ đến ép. Học ép còn không hay thôi nhỉ? Bằng cái nhỏ nhỏ đấy. Ép à? Học ép à? Học nhiều quá nhỉ? Rồi ok. Dạy hết rồi nha, có gì dạy hết rồi ạ. Cái phần cặp chì đây nhỉ, cái đường cặp chì để may cổ này nhiều người hỏi tôi tại sao nó vắt. Ok, cái cách của các bạn mà tôi hướng dẫn cho các bạn ấy thì là một cách bởi vì nó nhiều đường chỉ, nó sẽ chắc hơn. Các bạn công nhận là nhiều đường chỉ chắc hơn một đường chỉ không? Được không? Thì bây giờ tôi sẽ dạy một cái cách nhanh hơn mà trong hiệu may hỏi hay nào. Đúng không? Được học các bước cơ bản này, xong rồi được học mẹo này thì có thích không? Rồi ok. Chúng ta như thế này. Sau này chúng ta làm mang set luôn, tức là set tay con luôn nhá. Chúng ta sẽ, cái này chúng ta sẽ chia nhau làm khoảng 3 gì đấy. Chúng ta sẽ, nếu chúng ta chưa quen thì nó có thể kẻ vẽ vào. Còn đối với tôi thì quen rồi. Mà như thế nào? Rồi ok. Chúng ta sẽ chia làm 4 ra này. Chia đôi tức là chia đôi. Chúng ta sẽ gập lần thứ nhất. Và chúng ta sẽ nà như thế này. Đây là sợi viền nhá. Đây là sợi viền, là đĩa. Là gì nhỉ? Ví dụ cái này chúng ta cắt thiên thì nó sẽ bay này, chúng ta nà nhẹ nhàng rồi. Được chưa? Có cái gì tôi chỉ hết cho đấy. Cái thứ hai này, lần thứ hai này. Từ nãy em có nhớ không? Không thì lại chẳng lại. Không ai mà ai mà không nhớ cái gì là hỏi lại luôn nhá. Còn ok chưa? Lần thứ ba này. Cái này là các bạn phải đều nhá. Được chưa? Cái này các bạn làm nốt vào. Đều vào. Ví dụ như là chúng ta chủ định làm 0,8 là một phân gì chúng ta cứ bẻ thế thôi. Còn cái cạnh cuối cùng này chúng ta sẽ lật tiếp vào đây, giống như chúng ta cuộn ấy. Ai làm nhem cuộn bao giờ giơ tay nhỉ? Nhem cuộn nhem á. Được chưa? Ngon không? Ngon. Nào mang nước này nhá. Tôi đầu tư nguyên phụ liệu. Bạn đầu tư công mà gì nữa. Không làm tôi làm. Tôi làm mời các bạn được không? Ngon anh chưa? Rồi ok. Và bây giờ nhìn này. Bây giờ nó bóc nó ra.
bóc ra mọi cái này nhét vào đây. Thì các bạn có hiểu tại sao tôi lại phải làm như thế không? Bởi vì lý do nó rất là vi diệu. Đấy, bây giờ tôi nà nhá, bây giờ tôi lại nạp qua một phát nữa thì chúng ta sẽ thấy nha. Riêng mà tôi là cha cạp thì nó chuẩn vào nhà bà đét luôn. Khi mà chúng ta làm như thế này, các bạn nhìn này, lúc nào nó cũng thừa ra một ly, tức là cái mặt ở trên và mặt ở dưới nó không bao giờ lệch nhau, mà cũng thừa ra, cái ở dưới nó thừa ra một cái ly, bởi vì chúng ta tạo ra một cái hờm nó cuộn vào nhau mà, thì cái cuộn ở bên trong nó sẽ ngắn hơn cái cuộn ở bên ngoài, các bạn đồng ý như thế không? Và nó sẽ tạo ra một cái gờ này, lúc nào ở dưới lá dưới nó sẽ thừa ra một ly, nó rất là đẹp. Và khi này chúng ta sẽ mà dùng cái này, chúng ta kẹp với một cái này vào thì chúng ta có cần quan tâm cái nước ở dưới không? Chỉ cần may đúng đấy ở trên thì chắc chắn là đúng đấy, chúng đấy ở dưới, không bao giờ sợ lệch. Hiểu được không? Đây người ta gọi là mẹo các bạn. Hiểu được không ạ? Hiểu cách làm không? Ừ. Rồi ok. Ngon chưa? Ừ. Mà nó rất đều. Nắm được không? Theo các bạn là dễ hơn là vừa nãy chúng ta làm không? Dễ không? Rồi ok. Muốn học thêm được không? Rồi ok. Cho một cái miếng vải lên đây. Tôi sẽ dạy cách ép mấy.